Chào các bạn, khi lựa chọn mua một chiếc cam hành trình có mức giá trong tầm khoảng từ 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi ấy, thì các bạn sẽ được giới thiệu rất là nhiều tới một cái chiếc cam, đấy là chiếc cam EE đến từ hãng Xiaomi. Tại sao các bạn lại hay được giới thiệu cái sản phẩm ấy như vậy? Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu cái chiếc cam đấy nó hay ở chỗ nào mà lại được giới thiệu nhiều như thế nhá. Vâng, để đạt được cái sự yêu thích của khách hàng ấy thì cái điểm nhấn của cái chiếc cam EE này chính là vấn đề về giá. Sản phẩm này nó đang có một cái mức giá và chất lượng sản phẩm rất là phù hợp. Ở cái tầm giá của nó thì hầu như rất ít hãng có thể cạnh tranh. Và bây giờ mình sẽ đánh giá từng cái điểm mạnh, điểm yếu của cái chiếc cam EE này nhé. Vâng, như các bạn nhìn thấy thì cái EE này nó có một cái thiết kế rất là đơn giản này. Một cái hình chữ nhật với 4 cái nút ở phía dưới. Thì 4 cái nút này nó sẽ tương ứng với những cái nút điều khiển menu ở phía trên này nhá. Các bạn nhớ chú ý này, 4 nút nó sẽ ứng với các cái menu ở phía trên. Và đây là một cái rất là hay. Ví dụ như là các bạn muốn điều khiển các cái hướng này cực kỳ dễ đúng không? Và cái điểm nhấn cực kỳ lớn ở cái chiếc cam hành trình EE này đấy chính là như các bạn nhìn thấy này, nó điều khiển bằng các cái icon. Nghĩa là gì? Những cái người mà có thể là không hiểu biết lắm, không hiểu về tiếng Anh cũng có thể nhìn cái icon này để mà đoán được ra rằng là các cái điều khiển nó sẽ là như thế nào. Đương nhiên như ví dụ như ở đây thì là độ phân giải rồi đúng không? Đó, thì các bạn chỉ cần bấm ở đây thôi sẽ biết ngay là cái độ phân giải nó điều chỉnh. Rồi biểu tượng cái mic thì đương nhiên là cái mic rồi, hay là cảm biến va chạm, đèn ánh sáng vân vân. Đấy, nghĩa là EE cho chúng ta một cái giao diện để mà điều khiển rất là đơn giản. Trong khi đấy các cái cam khác đa phần sử dụng cái dạng như là menu bằng chữ ấy. Thì nếu như mà tiếng Anh thì hoặc là tiếng Trung ấy thì gần như là người dùng rất là khó nếu như mà không biết ngôn ngữ. Thậm chí có những cam viết bằng tiếng Việt nhưng mà do cái dịch thuật của họ không tốt thì cái người sử dụng cũng rất là khó điều khiển. Ở đây thì như các bạn nhìn thấy thì nó có tiếng Anh nhưng mà thực chất ấy thì nguyên gốc của cái chiếc cam EE này nó là tiếng Trung. Và sau khi về Việt Nam thì được up cái bản firmware fix để nó được chuyển sang tiếng Anh dễ sử dụng hơn. Thực ra thì cái tiếng Anh nó cũng không tác động nhiều lắm, tại vì ở trên đây thì chúng ta điều khiển đa phần là nhìn icon thôi. Chỉ một vài buổi có thể quen hết và không quan tâm đến cái phía bên trên này nó ghi chữ gì nữa. Rồi, đấy là cái phần mềm. Thì theo mình cái phần mềm của EE viết cực kỳ hay, đơn giản, dễ dùng, trực quan. Về phần thiết kế thì EE thiết kế khá là đơn giản. Và với một cái màn hình LCD thì cái chất lượng hình ảnh hiển thị nó cũng không được tốt lắm. Thế nên là khi mà các bạn mà mở video để xem trực tiếp trên cam ấy thì cái hình ảnh nó hơi mờ. Do chiếc cam này có cái tính năng wifi, thế nên là các bạn muốn xem thì tốt nhất là các bạn nên xem ở trên điện thoại hoặc là máy tính. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái chất lượng hình ảnh xem nó tốt hơn. Và tiếp theo thì có một cái nữa mà rất là nhiều người thích, đặc biệt những bác tài hay đi trên đường hay thích ghi lại những cái khoảng khắc ở trên đường và chia sẻ lên mạng, đấy là cái tính năng wifi. Các bạn cứ nhìn vào cái mặt bằng chung của những cái chiếc cam mà giá tầm như là 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi, hầu như là không có chiếc cam nào tích hợp cái tính năng wifi. Nếu có thì cũng chỉ là một số những cái hãng nhỏ nhỏ thôi và cái phần mềm hoạt động thì không ổn định lắm. Riêng với EE ấy thì các bạn sẽ có tính năng wifi và chúng ta sẽ kết nối với điện thoại Android hoặc iOS, sau đó thì xem này, tải về điện thoại này, chia sẻ lên mạng, và tất cả những cái cài đặt của chiếc cam ấy thì đều có thể thực hiện được ở trên điện thoại chứ không nhất thiết là phải điều khiển ở trên cam. Thực ra trên cam mỗi lần bấm ấy chúng ta phải giữ như này cực kỳ là khó chịu luôn. Nhưng mà khi mà điều khiển ở trên điện thoại ấy, thiết lập cài đặt với tất cả trên điện thoại luôn thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều. EE này thì nó cũng xuất xứ từ Trung Quốc, chính vì vậy nó cũng nhiễm một cái bệnh, đấy là thông số thì rất là khủng khiếp. Ví dụ như chiếc cam này thì chúng ta đang có một góc rộng nhìn lên tới 165 độ này, rồi có cả tính năng ADAS, nghe tính năng cảnh báo lái xe an toàn, rồi thẻ nhớ thì hỗ trợ lên tới 64 128 GB, vân vân. Đấy là những cái thông số cực kỳ là tốt. Nếu như mà ở trên các cái cam có thương hiệu lớn ấy mà đạt được cái thông số này thì cái giá thành nó cao lắm, nó phải tầm 3 4 5 6 7 triệu cơ, chứ không có cái mức giá hơn 1 triệu ấy đâu. Tuy nhiên thì có một số những cái thông số hoạt động nó cũng không ổn định lắm. Ví dụ như ở đây thì có cái thông số ADAS này. Cái thông số này là thông số cảnh báo lái xe an toàn, nghĩa là khi mà các bạn di chuyển ấy có thể va chạm với xe phía trước thì nó sẽ cảnh báo này, rồi có nguy cơ đi lấn sang làn bên cạnh thì nó cũng cảnh báo này. Tuy nhiên thì cái cảnh báo của cái chức năng này nó hoạt động không ổn định lắm,
Ví dụ như ở trên cam Jansen, HP vân vân ấy thì cái tính năng cảnh báo lái xe an toàn này hoạt động rất là tốt. Nhưng mà trên chiếc cam EE này thì hạn chế, thực sự là hạn chế. Nó có cho vui thôi. Chính vì vậy khi mà mình sử dụng ấy thì không bao giờ mình bật cái tính năng này cả. Tại vì tính năng này nó còn khi mà bật lên ấy nó còn ép cho cái độ phân giải ở cái cam ấy nó tụt xuống, nó không được 1296p. Cái đấy là cũng là điều mình không thích. Còn những cái tính năng khác như là góc nhìn rộng 165 độ, cái này rất là quan trọng này. Khi các bạn di chuyển ấy thì cái góc nhìn rộng nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn được tất cả những cái tình huống ở hai bên đường. Cái tình huống ở hai bên đường bất ngờ lao vào ấy thì chúng ta có thể xem và biết được là mình đúng hay là cái người ở bên đường kia lao vào là đúng. Thẻ nhớ thì hỗ trợ thoải mái rồi, cái này thì không ảnh hưởng gì lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần quan trọng nhất của một chiếc cam hành trình, đấy là cái chất lượng hình ảnh. Chất lượng hình ảnh của EE vào ban ngày ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà có nắng ấy thì chất lượng ghi hình rất là tốt, hình ảnh rõ nét, sắc nét. Nói chung là tất cả những cái chiếc cam mà ở cái điều kiện ánh sáng tốt nhất ấy thì đều cho cái chất lượng tốt nhất. Và cái chiếc EE này thì chúng ta có độ phân giải lên tới 1296p. Mình đã thử khá là nhiều rồi. Thì cái chất lượng hình ảnh giữa 1080p và 1296p thực sự là cái mắt thường nó không thể cảm nhận được. Nhưng ở chiếc EE này chúng ta có một cái, đấy là 1080p ghi hình 60 hình trên giây. Cái này rất hay các bạn nhé. Một số cam đắt tiền, ví dụ ở đây mình nói HP đi, sử dụng cảm biến Sony có chất lượng hình ảnh rất là tốt, vẫn 1080p thôi nhưng mà chất lượng hình ảnh rất là sắc nét đẹp, nhưng chỉ có 30 hình trên giây. Và khi mà mang so sánh ấy thì chúng ta sẽ thấy là cái chất lượng hình ảnh 60 hình trên giây nó mượt mà hơn khá nhiều. Nó không thể nét được bằng HP nhưng mà nó lại mượt mà hơn rất nhiều. Khi sử dụng cái chiếc cam EE này thì mình toàn để cái chế độ 1080p và 60 hình trên giây thôi. Cái này mắt thường cảm nhận được luôn. Vâng, và tiếp đến là ở điều kiện ánh sáng trung bình, nghĩa là ánh sáng không có nắng và trời râm ấy, thì mình đang di chuyển ở một cái quãng đường đi Đồng Văn ấy chẳng hạn, thì cái chất lượng hình ảnh cũng rất là tốt, rõ nét chứ không bị noi, đưa lên máy tính không bị noi các bạn nhé. Rất là nhiều cam khi mà ghi hình ấy thì xem ở trên điện thoại này, xem ở trên máy tính bảng này, rất là ok. Nhưng mà khi mà đưa lên máy tính màn hình khoảng 14, 15 inch trở lên ấy thì xuất hiện cái tình trạng noi và bền màu. Thế nhưng mà EE này thì ok, ngay cả điều kiện ánh sáng không có nắng thì khi mà đưa lên máy tính ấy thì cũng chỉ hơi noi một chút thôi, chứ không xuất hiện tình trạng bền màu. Đây là một cái rất là tốt nhá. Tốt ở đây là mình đang nói một cái các loại cam ở phân khúc giá có triệu cho đến triệu rưỡi rồi đấy, chứ không nói là tốt so với những cái loại cam mấy triệu đâu. Các bạn cứ thử xem mà xem, với những cái loại cam mà tầm triệu rưỡi trở xuống thì cái chất lượng hình ảnh thông thường là bị noi khá nhiều và độ chi tiết cũng kém. Còn đây là cái hình ảnh buổi tối thì như các bạn nhìn thấy thì chất lượng hình ảnh khá tốt. Ở đây là mình nói khá tốt nhá. Có một số cam thì mình nhìn thấy buổi tối khá là mờ, cho dù là có cao áp nhưng cũng khá là mờ. Nhưng mà chiếc EE này thì ánh sáng khá tốt. Tuy nhiên thì nó hơi noi một chút, nó cảm giác sáng nhưng lại noi hơi nhiều. Đến cái phần mà hình ảnh không có cao áp ấy thì các bạn nhìn thấy nó cũng giống như là hầu như các cái loại cam khác thôi, thì chúng ta nhìn cũng không được rõ ràng lắm. Nhưng mà ở cái tầm giá dưới 1 triệu rưỡi như thế này thì chả có cam nào hơn được đâu. Rồi, như vậy thì cả ba cái điều kiện ánh sáng quan trọng nhất của một chiếc cam hành trình thì các bạn đã xem rồi. Tổng kết lại, nếu như các bạn dự tính chi khoảng 1 triệu rưỡi cho chiếc cam hành trình, 1 triệu rưỡi trở xuống ấy, thì theo mình chiếc EE là một cái lựa chọn rất là lý tưởng. Tại thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là không có cái thương hiệu cũng như là cái sản phẩm nào có chất lượng tương đương mà lại có mức giá đấy đâu. Có thể có những cái mức giá như thế hoặc là dưới cho chiếc cam hành trình, nhưng mà cái chất lượng cũng như là thương hiệu thì chắc là không bằng được EE. Và nếu như các bạn nào mà lại thấy có một cái sản phẩm có chất lượng này, có thương hiệu này, có thông số kỹ thuật mà tương đương như EE này, giá ngon, hấp dẫn hơn thì các bạn comment ở dưới nhé, để anh em có thể cùng tham khảo. Còn một điều nữa đáng lưu ý, đấy là cái chiếc cam EE này có thể có cấu hình tương đương với những chiếc cam 2, 3, 4 triệu. Nhưng các bạn đừng kỳ vọng là nó có thể tương đương được nhé. Tại vì là cũng giống như là điện thoại thôi. Các bạn mua một cái điện thoại Xiaomi khoảng 3-4-5 triệu ấy, có thể nó có một cái cấu hình như những cái hãng lớn tầm 5, 7, 10 triệu. Nhưng mà để mà so sánh về chất lượng, hiệu năng, sản phẩm vân vân ấy thì không thể bằng được đâu. Tiền nào của đấy mà. Rồi,
À, như vậy thì mình đã đánh giá chi tiết xong chiếc Cam hành trình II. Và nếu như các bạn thấy video hay hữu ích thì nhớ like, share và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.